Đây này cái quành cũ ngay chỗ tay em là quành cũ 38. Thân là nu lên đặt ra ngoài tí chi cành luôn. Nu khúc này to lắm à. Đóng cục to lắm. To khúc này là khoảng cỡ năm mấy. Tại có bên hông nó có một cục nữa. Cái này là cục nu ra tới chân cành luôn nè. Nu của này cốt đùi đó nè. Cốt đùi nó mà ra chân cành tới con nu luôn. Nu đẹp lắm. Làm sao con nu này. Nu là to. To ra tới mà chân cành luôn. Cành dưới đây cũng có nu, nu đang nu nhỏ. Ra con nu nhỏ nữa. Chỗ này nu nhóc luôn, nhiều ra nhiều nu. Nè, ở đây cốt, cốt này cũng ra nu nè. Nguyên cốt cành sao ra nu. Rồi cốt phong ở trên nó cũng ra nu. Nè, cái này là cái hẹo mà dạng như nó bị cháy á. Rồi cái em khựi tới cái xanh, cục nu xanh luôn. Tới mí xanh luôn. Tới mí xanh là mới ha keo lại. Làm kỹ lắm. Nó không có sao. Móc nó kéo nó cuốn lại. Nó lên nu cuốn lại. Đây cũng vậy, đây làm sạch hết trơn à. Này nhấm à, cái này chở tay vô à. Đây cũng vậy, cục nu nó hay bị cháy chút xíu vậy, thì nắng nó táp á. Nó cháy làm tới xanh luôn rồi mới ha keo kỹ, làm kỹ lắm. Nó mấy đó là không có đáng kể. Chi cành phơm tàn thì nói chung là làm chi cũng chuẩn lắm. Bắt cành này kia cũng ok cây, nói chung là khá cây, nuôi tương lai. Thấy dàn nu, nu tới ngoài đây nè. Ngoài cành ngoài đây có cục nu. Hai cục nu ngoài cành. Cốt cành này kia nó có nu hết trơn. Chung mà nhìn phê lắm, ngoài đẹp. Đẹp mà nó quái cây. Mặt sau ha, dàn nu nữa. Hết sức dàn nu. Chân cành này kia cũng có nu. Thấy chỗ này nu to lắm. Như đây là mấy cục nó gom lại một cục ở chỗ này nè. Là to lắm, khoảng 50 mấy hoành. Đo qua cục nu rồi. Phơm cột cành này kia thì nó chuẩn hết trơn à. Phơm đẹp lắm. Nu quá trời nu, cây nu nhiều. Lực cây. Ít có xanh nu nào mà dáng đẹp vậy mà nu ra ngoài tới chân cành. Ít lắm. Đẹp cực kỳ luôn.